Với nghị lực, ý chí vươn lên của người lính, về với đời thường, cựu chiến binh Đinh Văn Định ở xã Khánh Hải, huyện Ninh Khánh đã không ngừng lao động làm giàu từ mô hình trồng hoa Tết, trở thành tấm gương tiêu biểu ở địa phương. Trên mảnh đất này trước kia chuyên trồng rau, trồng lạc, dù chăm chỉ lao động thì thu nhập chẳng đáng là bao. Làm thế nào để tăng thu nhập, có điều kiện chăm lo cho các con học hành là điều cựu chiến binh Đinh Văn Định luôn trăn trở. Nhận thấy nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng tăng cao, ông đã bàn với gia đình luôn canh cây trồng một cách khoa học hơn và trồng thêm một vụ hoa Tết. Khởi đầu, ông trồng thử nghiệm vài trăm mét vuông hoa cúc. Do áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật chăm sóc nên cây sinh trưởng phát triển tốt, lợi nhuận hơn hẳn các cây trồng truyền thống. Vụ hoa Tết này, gia đình trồng 2 vạn cúc các loại. Sau 10 ngày xuống giống, cây đang sinh trưởng tốt. Thời điểm này, ông đang chăm sóc, thực hiện các biện pháp để hoa nở đúng dịp. Cái cúc thì nói chung là nó rã, nó chỉ có mỗi cơ bản là nó bị nấm. Nếu mà bệnh thì nó bị nấm là một cái, thứ hai nữa là nó bị dẹp. Phòng trừ thì nó có thuốc đặc trị của nó rồi, thời tiết mà nó âm u thì khoảng độ vài 3-4 ngày thì phun cho một lượt thuốc nấm. Còn riêng dẹp thì nếu như mà dẹp mà nó nặng thì là phải phun liền cho đến lúc nó bớt thì thôi rồi. Những năm gần đây, người dân thường mua hoa ly về chơi Tết. Do vậy, mùa hoa Tết này, ông Định đã mạnh dạn đầu tư vốn, cải tạo thêm 800 mét vuông, đưa 6.500 cây hoa ly vào trồng. Ông Định chia sẻ, trồng ly không khó, nhưng để hoa nở đúng dịp, đáp ứng yêu cầu thị trường thì ngoài yếu tố cây giống, người trồng phải kiên trì, tỉ mỉ, tuân thủ đúng yêu cầu, kỹ thuật thì hoa sẽ nở đúng dịp và cho giá trị cao. Cây ly thì đa số là nó phụ thuộc vào thời tiết. Đấy, nếu như mà thời tiết mà nó thuận thì nói chung thì nó không sao, nhưng mà thời tiết mà nắng nóng thì thường thường là cứ hễ mà sáng ra mà nắng lên là phải che lưới, chiều mát đến là mở ra. Trong cái lúc mà nó phân tai mà mình căn mà thời tiết mà nó sớm ấy, thì mình tưới, một là cái tưới cho nó giảm nước thưa lượt ra, hai nữa là cho ăn bớt đi. Còn nếu như nó muộn thì mình lại phải che phủ bằng nhà ni lông và cho ăn tăng lên và phải phun thêm một số các cái loại thuốc để coi thế là kích cho nó nụ nó nhanh lên. Từ mô hình trồng hoa cúc, hoa ly, mỗi năm gia đình ông Định thu lãi 120 triệu đồng. Không chỉ tiên phong đi đầu trong chuyển dịch cây trồng ở địa phương, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cho bà con trong thôn, xóm. Nhờ vậy, trên địa bàn xã Khánh Hải hiện có 5 hộ trồng hoa Tết. Đồng chí Đinh Văn Định, đây là một mô hình hiệu quả kinh tế rất là cao. Đối với mô hình trồng hoa để phục vụ trong các dịp Tết hàng năm, thì gia đình đồng chí đã đầu tư hàng 100 triệu đồng. Mà làm với cái hiệu quả về trình độ kỹ thuật thì đồng chí đã tiếp cận và học hỏi thì trồng hoa ly, hoa cúc để phục vụ trong dịp Tết là về kỹ thuật đồng chí làm rất là tốt, về hiệu quả kinh tế rất là cao. Đối với mô hình trồng hoa thì cũng đã một số hộ ở Khánh Hải này đã nhân rộng ra để phục vụ trong dịp Tết. Anh dũng kiên cường trong chiến đấu, về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Đinh Văn Định vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ, đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.